Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của GVN. Các bạn có ngửi thấy mùi gì đang phát ra từ màn hình điện thoại của bạn không? Mùi tiền á các bạn. Rồi, cái bên mình đang là bộ GVN Phoenix. Và đây là cái bộ mà tụi mình đã có một cái video AS. AS gì anh em camera? ASMR đó anh em. Có một số bạn feedback với mình là tại sao mà mình lại không làm một cái số test cái hiệu năng của con này. Thì hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ cho các bạn về hiệu năng và sức mạnh của cái con GVN Phoenix này, nó chơi game khủng như thế nào nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Trước khi đi sâu vào bài test hiệu năng của nguyên một cái dàn máy của chúng ta thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái linh kiện mà cái dàn máy này có trước cái nha. Rồi, đầu tiên về cái bộ khung để mình có thể lắp tất cả những cái linh kiện này á, đây là cái con case MSI Garnier 110R. Dĩ nhiên là đối với những fan MSI thì đây là một trong những con case nó rất là đẹp, mặt trước nó rất là tối ưu cho airflow và cũng như là cho cái thẩm mỹ của nó. Đây là cái phần này là làm bằng kính nha các bạn. Sẽ rất là khó để bị trầy xước trong khoảng thời gian sử dụng. Và cái airflow ở đằng trước nó cũng rất là tốt mà. Khi mà mình sờ ở trong đây thì mình thấy airflow nó đi vào liên tục. Và cái phần mặt trước này nó tối ưu cho airflow tốt. Bằng cách nữa là đây nó sẽ hỗ trợ luôn cho các bạn những cái rad tảng AAO á, lên tới size là 360 và nhỏ nhất sẽ là 120. Còn về những cái phần khác ở bên trong thì cái phần mặt sau này nè, phần mặt đít á, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn tháo lắp rất là dễ dàng để bạn có thể là lắp những con Vega 2 slot, 3 slot mà không cần phải bẻ. Và bạn có thể dựng Vega rất là dễ dàng trong con cây này luôn. Ngoài ra là bạn có thể thấy là họ tối ưu cho cái phần đi dây cũng rất là tốt. Khi mà họ trang bị cho các bạn những cái nút bịch cao su trong những cái lỗ đi dây đó, thì bạn có thể là giấu dây ở trong dàn máy trông cho nó gọn gàng hơn. Và những cái linh kiện khác ở bên trong cái dàn cây này thì đây, ngay trước mặt mình luôn. Đây là con Z590 Gaming Carbon Wi-Fi. Đây là một trong những con main rất là đẹp của MSI, trông rất là hầm hố và được trang bị rất là nhiều công nghệ trong đây. Để mà nhắc qua tất cả những công nghệ thì nó cũng rất là dài và làm video mình nó dài mất. Nói chung là một con Z590 như thế này nó đủ để cho các bạn có thể kéo cánh lên tới những con Core i9-11900K mà không có vấn đề gì luôn. Và đi kèm với lại cái con main này á, dĩ nhiên là mình sẽ sử dụng một con Core i cũng phải khủng khủng một tí. Và đây là con Core i9-11900. Lý do tại sao mình chọn cái con Core i9-11900 này, bởi vì đây là một con CPU nó có TDP thấp hơn so với con Core i9-11900K. Nhưng cái xung boost của nó thì ngang ngửa. Tức là một con mạnh 9, một con mạnh 10 đó các bạn. Nhưng mà con này nè, nếu như bạn chạy trong một khoảng thời gian lâu dài thì bạn có thể tối ưu được cái nhiệt năng tỏa ra của nó tốt hơn so với i9-11900K. Và chưa kể nha, cái con Core i9-11900 này nè đang có mức giá bán rẻ hơn so với con Core i9-11900K cũng khá khá đó các bạn. Và nếu như bạn mong muốn là có thể nâng cấp cái con này lên 11900K thì cái mainboard carbon wifi Z590 này của chúng ta nó vẫn đáp ứng rất là ok đúng không? Rồi, thì mình để hết qua bên đây nha. Ngoài ra đối với những bạn nào mà cần cái option MSI nhưng mà bạn lại không muốn ép xung, tức là bạn chỉ cần nhu cầu tối đa của bạn chỉ lên tới cỡ con Core i9-11900 này thôi á, thì bạn vẫn có thêm một cái sự lựa chọn nữa cũng rất là tốt, đó là Mac B560 Bazooka. Đây là một con mainboard thuộc dòng B của Intel và theo như mình thấy nha, đây vẫn là một con mainboard nó hỗ trợ tốt như những con Core i9-11900 đổ xuống, là những con mà non-K đó, không unclock á. Tại sao nó lại phù hợp? Thứ nhất á, là những con Core i này khi mà bạn lắp vào bên trong đây bạn không có ép xung. Và con mainboard này nó vẫn hỗ trợ như bus RAM cao và bản thân bạn vẫn có thể OC những cái thanh RAM có bus RAM không quá cao lên để tận dụng sức mạnh của những con Core i9 khủng khủng như thế này. Ở trên con mainboard này thì nó vẫn trang bị cho các bạn những cái công nghệ rất là mới mà Z590 nó cũng có. Ví dụ như là PCIe Gen 4 này, rồi kể cả luôn cả cái NVMe Gen 4 luôn. Vậy nên đó là bạn vẫn có thể là sở hữu một cái dàn máy có sức mạnh rất là khủng, mặc dù là con main này nó có cái mức giá chênh lệch khá nhiều so với những con main Z. Và nếu như để dành một cái lời nói cho những con main B560 năm nay của Intel á, thì đây có lẽ là những cái con Z590 rút gọn các bạn. Ok. Và dĩ nhiên rồi, kẹp chung với lại nguyên một cái cấu hình khủng khủng của chúng ta thì nó cũng phải có một con Vega nó cũng khủng không kém đúng không? Đây là MSI Gaming X Trio 3070. Đây là một con Vega như bạn thấy ở trên màn hình đó, nó rất là to nạt và khi mà mình lắp vào bên trong cái cây này nó gần như là chiếm trọn cái cây luôn. Đối với mình đó thì cái việc mà lắp Vega to như thế này thì nó sẽ không tối ưu tốt cho airflow cho lắm, nhưng mà anh em ở trong văn phòng thì lại nói là lắp nó vừa vặn như vậy thì nhìn nó đẹp mắt, nhìn nó gọn gàng hơn. Ok, thì mỗi người mỗi cách nhìn thôi. Tuy nhiên đối với mình đây vẫn là một con Vega rất là tốt nha. Tản nhiệt siêu khủng luôn, chút xíu nữa mình sẽ vô mình test cho các bạn thấy luôn. Rồi và dĩ nhiên rồi, cái tản RAD mà hồi nãy mình có sử dụng á, mình đang có chiếu cho các bạn mặt trước đó, nó sẽ là con Master Liquid ML360LV2 ARGB này. Đối với lại mức giá hơn 2 triệu đồng, đây là một con tản RAD 360 và nó vẫn đủ có thể cân được cái con Core i9-11900 trong đây.
một con CPU TDP 65W, hoặc là bạn có thể cân được luôn cả những con Core i7-11700K với TDP cao hơn luôn. Và chút xíu nữa mình cũng sẽ show cho các bạn trong cái phần test hiệu năng. Rồi, SSD thì mình sử dụng một con WD Black. Đây là con SN750 1T. Và tốc độ của nó đọc ghi lần lượt sẽ trên 3000. Bạn chú ý giùm mình nha, đây vẫn là một con SSD NVMe Gen 3. Tuy nhiên tốc độ của nó cũng khá là cao. Cái mà con SSD nó đánh mạnh vào nó không phải là tốc độ bạn, mà chính là cái độ bền bỉ của nó qua thời gian. Con SSD này nó lên tới tận 600 TB đúp. Đó, nhận xuất người ta công bố cho bạn là 600 TB đúp, tức là bạn phải viết nạp vào rồi xóa ra, nạp vào rồi xóa ra tới tận 600 terabyte thì cái con SSD này nè, nó mới bắt đầu có cái dấu hiệu của sự lão hóa. Nếu bình thường bạn sử dụng mỗi ngày là 100GB, bạn nạp vào và xóa ra thì bạn sẽ mất tới tận 16 năm thì con SSD này nó bắt đầu lão hóa rồi ha, khủng khiếp. Rồi, và để cung cấp điện cho toàn bộ cái hệ thống của chúng ta luôn thì đây, chúng ta sẽ có một con nguồn MSI Max A750GF. Đây là một con nguồn công suất thực đạt chuẩn là 80 plus gold và 750W các bạn nha. Một con nguồn rất là ngon nghẻ và nó là nguồn modular rất là tốt, là dành cho những anh em nào mà đang muốn tối ưu đi dây ở trong cây của anh em á. Rồi, và đó là tất cả những linh kiện sẽ có mặt bên trong dàn GVN Phoenix này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào bài test hiệu năng ngày hôm nay để chúng ta cùng biết được hiệu năng của máy này khủng như thế nào nhé. Ok, thì bạn cũng vừa được chứng kiến sức mạnh của GVN Phoenix. Và đây là full bộ được build. Tất cả những linh kiện quan trọng nhất đều là MSI. Và dành cho những bạn nào mà thực sự quan tâm về những món đồ MSI, đặc biệt là fan rồng. Đối với mình ở nhà, MSI vẫn đem lại cho mình rất là nhiều những cảm xúc khi mà sở hữu những món đồ của họ. Bởi vì cái con Vega đầu tiên của mình mua của MSI, đó là con 750 Ti đến MSI. Và tới bây giờ mình vẫn đang còn giữ cái hộp và cái xác của nó ở nhà. Hôm nào mình đem lên để mình làm video clip cho bạn coi ha, cho nó vui vui. Và cảm ơn bạn đã xem video tận giờ phút này. Nếu bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại một sự ghi nhận bằng cách like, share, subscribe kênh để giúp cho kênh tụi mình tiếp tục phát triển nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace. 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube VN. Chào. Khoan, trước khi bấm vào video tiếp theo, hãy nhấn vào đường link bên dưới để lại đánh giá nha. Nhớ đánh giá nha.